English or Vietnamese? Bác Hải không thấy, con chưa trả lời, không biết là đang có việc gì đây. Hình như là đang stream có trận của âm nhím hay sao, lúc nãy vào thấy post lên. Ok, và chúng ta sẽ đi vào trận đầu tiên. Hôm nay mình sẽ bình luận sâu hơn một chút. Vì là ngày hôm qua mình đã hứa là hôm nay để dành sức để hôm nay là bình luận. Aziz. Don't worry, I don't know a Korean. I don't know Korean. English or Vietnam, yeah. Hey, hey, thank you, Josta. Oh, Ghost Poison. Mình click cực kỳ là hiện tại bây giờ mình xác định. Không, tầm được khoảng hơn một giờ tí rồi. Gần 12 giờ tí, 2 tiếng rưỡi. Và quay trở lại với trận đấu thì nhấp nháp. Đây là những click quá là quen thuộc với các bạn rồi. Những click quá là quen thuộc. Đúng rồi, hai cái deck hiện tại là đang là meta với Ghost với lại Goblin Hood. Yep, yep. Những cái deck này nó rất là cù nhầy. Ồ, oh, PK. Liệu rằng bên kia sẽ có Dragon Inferno. Inferno Dragon. Mọi người có thấy chất lượng không? Chất lượng feedback về chất lượng cho mình. Ồ, PK. Ewip. Ewip Inferno Dragon. Ewip. Đây là Ewip rồi. Wow. Wow, còn có thẩm số rồi. Đây thằng. Wow. Aziz, well play. Well play. Việt Nam fine. Euro is USA. This is funny. Phải nói là một vân công cực hay, support cực hay. Phải nói tất tay cực chuẩn luôn đến từ Aziz. It's funny. Vâng, bây giờ là Poison. Poison bên kia và dùng mấy con xương này sẽ rất là ok thôi. Thủ cực tốt đến từ Aziz. Bây giờ rất là khó, mình nghĩ là sẽ một điểm đầu tiên. Một điểm đầu tiên cho Aziz rồi. Việt Nam sẽ là ngày 12. Double PK. Oh my god. Hai delete, ok. Double PK. Bác Hải on game nhưng mà không. Bác Hải on game không nhưng mà không thấy, không thấy trả lời, không thấy trả lời trong game. First boy. Không thấy trả lời trong Discord. Go the win Brazil or Korean. Brazil win. Phải sao sinh lệch elo cao vậy? Mình như nào? Rồi. Mình đọc là Aziz đi. Hả? What the hell? Demon, what the hell? Oh, what the hell? Demon đến từ đâu? Thằng này đến từ đâu? Thằng này là ở nước chỗ nào ấy? Không phải là trong list của hai đội này. Thằng này không phải trong list của hai đội này. Hello, fail. Oh my god. Stream, thằng này cũng là streamer hay sao? Thằng Demon này, thằng này là đến Trung Quốc hay sao đây? Thằng xếp cuối á? À đúng rồi. Đúng rồi. À đúng rồi. Rồi Azilith rồi, ok anh chị. Rồi cảm ơn. Two points.
Won't play the sub hai. Yeah. Hai không. Ngáo ngơ. Easy win. Who is the best coach in the I don't know, so I don't know David. Okay, let's go. Azilit và Dan. Tưởng tôi bấm, tôi cảnh giác lắm. Thằng này nó phải nói là Wix Team, chứ không phải nó hỏi ai ở trong CV. Wrong accept. Thằng này David, David Mexico. Và quay trở lại với trận đấu vẫn là đích hút. Còn bên kia Aziz, thằng này chơi lock bait cực chuẩn luôn. Poison rồi. Nếu mà không xử lý được cái cúp thứ hai thì ở cúp này thì chắc chắn là quay sẽ nó sẽ chuẩn bị spam cái cúp thứ hai thôi. Và chuẩn bị đã có cái cúp thứ hai rồi, có cúp thứ hai trên deck rồi. Liệu rằng chắc chắn là sẽ cắm rồi. Vâng, tiếp tục cắm rồi đi anh. Counter deck lock bait là gì vậy á? Deck lock bait thì thường là ba spell với lại là phải có quân đẩy. Ví dụ như là có poison chẳng hạn. Sẽ bắt được. Nhưng mà còn tùy vào người đánh nữa. Vâng, golem. Flying mơ golem. 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 Golem flying machine. Gì? Rồi. Golem, golem. Ui. Quincy, Quincy combo Quincy ghost. English please, English only, thank you. Delete rồi. Khổ quá. Vâng, quay trở lại với trận đấu thì lúc mình cứ tưởng là sẽ push golem thôi nhưng mà không phải. Ghost sẽ chém con lôi. Rất tốt đến từ đen nhưng mà liệu rằng golem, golem, push golem. Push golem. Nightwick. Nightwick. Còn oh my god, oh my god. Thôi xong rồi. Easy win. First point. Hello, hello Hoàng. Vào muộn thế. Please subscribe my channel, thank you. Sacro Ramos. Baby. Hello Cường, hello. Wow. First point for friends team. Oh. Đây deck của Aziz này. Deck này mạnh quá. Deck này là deck quá mạnh luôn. Deck này có Ghost, có PC nữa, cộng với lại sức mạnh của con này nữa, khó quá. Con này với lại Tornado thì hãm rồi. Ghost thủ rồi. Ok, mình chưa copy được, thiếu một con. Có lẽ là mình phải chụp lại cái deck này. Please subscribe my channel, thank you. Mình sẽ chụp lại cái này. Đây, mình sẽ chụp lại cái deck này. Nhỏ lan, nhỏ lan, nhỏ lan. Ok, chụp lại. Deck này đép cực mệt rồi. Đép này là sướng rồi, đép sướng rồi. Vừa Ghost này, vừa nói rồi lại nó này. À, lúc nãy anh xem mà. Anh vào clan mà.
Anh vào xem nào. Hello. Please subscribe my channel. Thank you. Deck đó thủ tốt. Ghost với lại Prezi, nó với lại Tornado, cộng với lại con IC nó cực tốt. Mình có lẽ là mình phải share lại cái trận này cho mọi người. Không, lúc đó làm đang đi liên hoan, như vậy là không quay được. Lúc đó có vào mà. Sorry, English only. English. Trận cuối lag á, trận cuối. Em đánh cho nick nào đấy? Em đánh nick nào đấy? Yeah, thank you Legend Sarada. Có lẽ một deck này là deck sẽ rất là hay đây. Mình phải nghiên cứu xem khi mà mình có Ghost. Your staff, oh thank you support. See you. Nãy VNC thua với tỷ số là 2-1. Trận đầu thắng, trận 2 thua và trận thứ 3 thua. Tiến Thành à? Ờ, rồi, trận cuối anh nhớ rồi, thua. Trận cuối. Doberman. Poison. Nó chưa đủ Eli. Rồi. Trận đấy anh nhớ rồi, Hawk đánh nhanh quá, ông đi hết bên phải rồi, bên trái chả còn cái gì thủ của Hawk. Nhưng mà anh thấy là sao để con Hawk chạy tự do lại đập luôn cả cái trụ bên trái, mất luôn cả trụ bên trái. Janlu Mastea. Barrel. Bên kia là một cái Tornado chứ không phải là một cái. Không có counter của Buck Barrel. Tornado thì không dùng ở trong tên này. Superman. Wow, Mega Knight. Barrel. Barrel come down. Ui, Ghost. Ui, Ghost on the right. Ghost on the left. Ghost. Oh my god. Oh, wow. Rồi, bye. Đi ngủ sớm đi. Barrel comes down. Goblin Barrel. One hit. Oh. Ui, Ghost. Ui. Oh my god. Well played. Janlu. Thank you.